Rồi chào tất cả các bác nhé. Hôm nay hai anh em em lại quay lại với đồi và những cái bụi sim các Đây mới là bắt đầu ở cái chân đồi nhá. Đi lên trên phía đỉnh đồi thì bắt đầu có những cái bụi sim các bác. Đang mùa quả chín, hai anh em là tranh thủ vào trong này hái một chút về này, tiếp tục ngâm rượu sim các bác nhé. Đây trong một cái thời gian cơ động thì nha mình đã đến lại những cái bụi sim và những cái trái sim chín của đầu mùa này các bác này. Khu cái này rộng bao la luôn các bác. Rất nhiều cái bụi sim đã mọc hàng bao năm nay các bác nhé. Hôm nay hai anh em sẽ có một buổi trải nghiệm và hái một số lượng nào nhiều nhiều một chút về để ngâm vào cái bình rượu to luôn các bác ạ. Như những cái đợt trước thì đi ta đi một mình quá, đâm ra là hái nó không hiệu quả lắm, rất chi bất tiện. Đâm này là hai anh em đi quá nhé, cái việc hái nó rất chi là tiện lợi và cái số lượng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn so với cái hôm những buổi mà mình đi một mình các bác. Các bác nhìn bạt ngàn toàn sim chín luôn các bác nhé. Những cái đồi hoang này thì không có ai đến hái đâu các bác, chỉ có ai biết thì là lên đi hái một ít về để ngâm rượu, còn không thì cũng là qua vụ là cũng là đều là rụng hết các bác, chín quá lứa là rụng rụng bỏ hết. Trong này dưới mặt đất rụng rất nhiều luôn các bác, một đống luôn đấy. Ở quê mình là còn rất nhiều những cái đồi hoang như thế này, những cái đồi mà toàn những cái bụi sim lớn. Đây là mình còn chưa đi hết, đi loanh quanh ở cái khu vực này nó còn nhiều cái quả đồi hoang như thế này luôn các bác, gần như cả năm không người đặt chân đến luôn. Trên này chỉ có mình thi thoảng mình hay đi tăm những cái cây sim về làm cảnh và những đi đi xem những cái con chim ấy, có những buổi cũng đi săn để đi ngắm chim ấy. Thế nên mình mới biết được những cái đồi hoang này là rất là nhiều quả sim chín này luôn đến mùa. Chỉ cần đơn giản như một cái đồi này các bác nha, nhưng mà nếu mà để mà thu hoạch hết, mình chịu khó sang để mà hái thu hoạch ấy, nó lên hàng tạ quả luôn các bác. Trông như thế này thôi nhưng nó kéo dài một vẹt lên trên nữa các bác nhé. Bây giờ hái đây tí em quay lên trên em quay cho bác xuôi không xem. Trông nó lại không được dày bụi lắm, nó lác đác thế này thôi nhưng nó kéo dài cả một cái triền đồi này, dãy đồi này sang bên kia luôn các bác. Bạt ngàn toàn sim về đến mùa quả rất chi nhiều nhé. Còn những cái quả đồi này là cũng đã từng bị khai thác mất một một số của những cái gốc sim rồi các bác, còn không nó sẽ nhiều hơn nữa. Đây các bác nhìn này, toàn những quả chín, những cái cây lứa này mà mình không hái kịp là để đến qua cái ngày hôm nay đến ngày hôm sau là sẽ rụng hết luôn các bác nhé, lại toàn bộ rụng đất. Đây các bác xem này, phong cảnh rất là thanh bình luôn các bác nhé. Sang cái hướng bên này xem này, hướng kia hơi ngược lắm các đấy các bác. Thi thoảng là xem nó cũng có lác đác một số cái cây hoa mua luôn các bác. Hai giống này gần như họ với nhau, đâm nó mọc đều đan xen nhau cả. Về hoa mua thì mùa này cũng là hết hoa rồi, cũng là có quả rồi các bác nhé, nhưng mà chủ yếu vẫn là những quả sim ạ, chín mọng luôn các bác. Các bác cùng anh em trải nghiệm những cái buổi bứt sim này thì các bác nhớ là ấn chuông và nút đăng ký kênh của em các bác nhé, để cái video tiếp theo của cái những cái buổi hái sim này. Và trên cái khu đồi này còn một cái số cái cây gọi là kim sa tùng quá đẹp luôn các bạn. Để cái video tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác một số những cái cây kim sa tùng ở trên cái đỉnh của sườn đồi này luôn các bác nhé. Nhìn quá là đẹp luôn, mình đào về làm cây cảnh bonsai quá. Cây có những cái tán rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đây bây giờ em sẽ cho quay cho các bác xem mà cái
số lượng của hai anh em mà thu hoạch trong một cái thời gian ngắn qua các bác nhé. Đây này. Đấy, vừa hái các bác. Gần đây một cái